Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt stop loss cũng như là take profit order trên nền tảng dịch FTX. Thì như mọi người đã biết thì FTX là một sàn dịch chỉ mới gọi là promote ở thị trường Việt Nam gần đây, nhưng mà được rất là nhiều anh em ưa chuộng vì FTX rất là đa dạng về mặt sản phẩm giao dịch cũng như là các cái cuộc thi đang diễn ra rất là sôi nổi. Và bản thân mình cũng nhận thấy rằng là FTX là một nền tảng khá là khó sử dụng, tương đối là hàn lâm, kể cả đối với những người mà đã có kinh nghiệm giao dịch lâu năm rồi thì mới lần đầu tiếp xúc với nền tảng này cũng cảm thấy rất là khó dùng. Thì một trong những cái điều mà anh em gặp khó khăn nhất mình nhận thấy hiện tại đó là cách đặt stop loss cũng như là take profit order trên FTX. Thì mình sẽ làm một video ngắn này để hướng dẫn mọi người cách đặt stop loss ha. Thì đây là cái giao diện giao dịch của FTX. Thì khi mà ở đây thì mình sẽ demo ở trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi mọi người chưa mở vị thế, tức là mọi người đã tính toán rồi, đã toán tất kỹ cái điểm vào điểm ra và điểm stop loss rồi nhưng mà chưa mở vị thế. Trường hợp thứ hai là mà khi mọi người đã mở vị thế rồi thì làm sao để set được một cái lệnh stop loss. Thì trường hợp thứ nhất là khi mà mọi người đã tính toán rất kỹ cái điểm vào điểm ra cũng như là điểm stop loss của mình đó, thì mọi người sẽ vào lệnh như thế này. Trên đây, trên cái khu vực đặt lệnh của giao dịch FTX thì mọi người có thể thấy là có một cái máy tính ở đây, ngay cạnh máy tính đây. Nó khá là khó để ý đúng không? Mọi người thường thường sẽ không để ý, cứ tưởng là chỉ đơn giản là tính thôi chứ không phải là đặt lệnh trong này. Thì bấm vào đây mọi người sẽ thấy là nó cho phép đầy đủ tất cả các cái gọi là cái gì, cái thông tin mà vào lệnh của mình. Thì giả sử ở đây mình sẽ long F đồng HT đúng không, HT perpetual. Thì mình long thì giả sử mình đặt cái điểm vào là 4.62, điểm ra là 4.9, 4.89 rồi, và stop loss ví dụ như 4.44 như vậy. Thì rồi mình giả định mua số lượng là 100 HT thì mình sẽ bấm vào calculate và review, tính tính toán và xem xét đó. Thì nó sẽ tính cho mọi người là nếu như mọi người đặt lệnh như thế này, long tại điểm này, ra tại đây thì mọi người sẽ có lợi nhuận PNL là bao nhiêu, việc ROI là bao nhiêu đó. Rồi mình sẽ review order một lần nữa. Thì trên đây là điểm giá giá hiện tại nè, đây là giá hiện tại nè. Rồi thì đây là limit long 4.62, giờ mình hồi nãy mình đặt 4.62 mình vào đúng không? Một số lượng 100 HT per petrol. Điểm stop loss là 4.44 và điểm take profit là 4.89. Rồi mình sẽ bấm buy. Buy limit nhá, mình đang long. Rồi. Thì ở đây nó sẽ hiện hạn sẽ mình là đã đặt ba lệnh, thì mình vào mình xem nè. Xem trong cái order của mình là nó là thật sẵn là tại giá 4.62 thì nó sẽ buy limit cho mình một số lượng 100, và nếu mà giá đạt đến cái khu 4.44 thì nó sẽ kích hoạt cái lệnh stop loss, và đến giá 4.89 thì nó sẽ kích hoạt cái lệnh take profit đó. Rồi rất là dễ đúng không ạ? Đây là nếu trong trường hợp mọi người đã tính toán kỹ và chưa vào lệnh. Nhưng mà trong trường hợp mà mọi người đã vào lệnh rồi mà mọi người muốn xếp cái stop loss thì như thế nào, thì tạm thời mình sẽ đây. Rồi mình quay lại cái giao diện giao dịch HT nhé. Rồi giả sử trong trường hợp đây, giả sử ở đây mình đã đặt lệnh, đặt lệnh là long HT tại giá 4.71, hiện tại nó đang ở giá 4.75 đó. Thì bây giờ cái này mình chưa có đặt stop loss đúng không? Thì bây giờ mà đặt stop loss như thế nào, thì ở đây giả sử bây giờ mình sẽ cũng sẽ đặt stop loss tại điểm là 4.5 đi, 4.55 đúng không? Thì mình sẽ khi đặt stop loss á, ở đây mình đang long, ở đây mình đang long, thì khi mình dừng lại á thì tức là mình sẽ đặt một mệnh lệnh short đối ngược đúng không? Thì mình sẽ bấm qua việc phải bán, đó là sell HT, và mình chọn cái loại lệnh ở đây là lệnh stop market hoặc là stop limit. Thì cái khác ở đây mọi người biết là stop market thì ngay tại cái điểm giá mà giả sử mình đặt là giá 4.55
thì mình bấm chọn Close Position ở đây, thì nó sẽ đóng cái vị thế hiện tại của mình là 63 HT này, đóng tất cả, tức là nó đang long thì nó sẽ bán hết tất cả 63 HT này tại cái điểm giá 4.55 đó, hoặc là mình chọn Stop Limit, tức là cái giá mình sẽ kích hoạt cái lệnh này, thì khi mà giá nó đạt đến cái giá trigger này giá 4.55 thì nó sẽ gửi cái lệnh short vào trong sổ lệnh. Cái lệnh short lúc đó thì mình có hình đặt là 4.554 đi vậy đó, và cũng chọn Close Position thì nó sẽ lúc đó nó sẽ đóng cái vị thế của mình rồi. Tương tự với Take Profit thì hiện tại mình vẫn đang long đúng không, đang long thì mình sẽ bấm Take Profit, bao chọn loại lệnh Take Profit. Giả sử bây giờ giảm, hiện tại giá là 4.73, mình giả sử nó lên là 84.57, mình sẽ Take Profit đúng không, thì mình chọn lệnh là 4 Take Profit. Nó cũng có hai loại là Take Profit và Take Profit Limit đó. Thì mình sẽ chọn, giả sử mình chọn Take Profit đi, mình chọn giá là 4.80 7 ha. Rồi cũng chọn Close Position luôn, thì lúc đó nó sẽ như thế nào, nó sẽ đến giá 4.87 nó sẽ kích hoạt cái lệnh Take Profit của mình, tức là nó sẽ để mình đang long thì nó sẽ bán tất cả các cái nó đóng vị thế của mình, tức là nó sẽ soạn một lệnh tương ứng. Giờ mình bấm soạn luôn nha, 4.87 xin lỗi. Rồi thì lúc này là nó được đặt, mình vào trong cái order này mình xem nha, nó đã có cái lệnh 4.87 với khối lượng là 65.863 HT, nhưng mà mình tính toán với tại giá 4.87 đúng không đó. Giả sử bây giờ mình đặt thêm một lệnh stop loss cho mọi người xem nhé, đây gọi là HT, tại là 4.7 rồi, giờ mình đặt lệnh stop loss thì mình chọn là mình đang long, mình muốn đóng vị thế thì mình sẽ chọn vị thế bán, sau rồi mình sẽ đặt lệnh là stop market luôn tại giá là 4.55 và bấm close position thì nó sẽ đóng vị thế tại cái này, tại 4.55 này. Rồi mình vào trong order mình lại xem nó có một cái lệnh stop ở đây, và mình sẽ bán tại giá 4.55 với tổng cái khối lượng mình đang long như thế này. Thì đây đây là tất cả các cái cách mà mình sẽ đặt stop loss cũng như là take profit order trên nền tảng FTX. Thì hy vọng video này sẽ có cho mọi người, chúc tất cả mọi người có một cái mùa uptrend thật là kiếm được thật là nhiều tiền nhé. Rồi cảm ơn mọi người.